Hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương. Thì kênh mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ bên em là hẻm Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Và số điện thoại liên hệ bên em là 0879 182 796 ha. Video ngày hôm nay em lên là ngày 21 tháng 7 nha anh chị. Em mới về một số cái dòng máy phổ thông ha, tầm trung nha anh chị ơi. Thì anh chị xem được con nào cảm thấy ok thì cứ gọi điện trực tiếp cho em ha. Số điện thoại thì em có ghim trên màn hình nha anh chị. Số điện thoại là 0879 182 796 vậy ha. Đó, em có ghi trên màn hình cho anh chị thấy nè. Rồi về cách thức bán hàng bên em ấy thì anh chị mua hàng bên em ấy thì được kiểm tra hàng test máy trước cái thanh toán nha anh chị. Khi shipper giao hàng cho mình ấy thì tất nhiên mình phải kiểm tra hàng test máy trước thanh toán ha. Ok, mình nhận hàng mà cảm thấy không giống như những gì mà bên shop quảng cáo á thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Rồi bên em bán hàng là có chế độ bảo hành là 1 tháng ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là cái dòng thấp trước nha anh chị. Em sẽ giới thiệu lần lượt từ thấp đến cao ha. Rồi con đầu tiên là một con dòng máy Oppo F5 này. Oppo F5 con này nó có màu vàng gold nha anh chị. Màu vàng gold thì ngoại hình của nó cũng còn khá là đẹp ha. Màn hình 6 chấm nha anh chị ơi. Màn hình 6 chấm. Rồi đầu lai em sẽ thanh lý cho anh chị một con này giá hữu nghị thôi ha. Oppo F5 này, con này bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Pin của nó là 3100 mAh, em để là giá cho anh chị là 900 ngàn thôi nha anh chị. Đầu lai em để là con Oppo F5, giá chỉ có 900 ngàn thôi ha. Màu vàng gold nha anh chị. Mình xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G ha. Giá chỉ có 900 ngàn thôi. Đó, có sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Màu vàng gold nha anh chị, full chức năng tất cả ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Vivo. Đây là Vivo V7 Plus nha anh chị. Màu con này cũng màu vàng gold này. Đó, ngoại hình của nó cũng còn khá là mới. Màn hình 5.7 5.8 inch nha anh chị. Đó, màn sáng đẹp, màn LCD ha. Tên thiết bị là 1716, cái con gọi là Vivo V7 Plus nha anh chị ơi. Con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nè. Đây ha, mình sẽ vào cái phần cấu hình này, RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị, xài được 2 SIM ạ. Con này giá là 1 triệu chẵn nè, RAM 4 bộ nhớ 64GB, vân tay đầy đủ hết ạ. Giá 1 triệu chẵn nha anh chị. Con này em sẽ tặng cho anh chị sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Vivo V7 Plus ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung J6 cộng. Samsung J6 cộng hay con gọi là Samsung J6 Plus nha anh chị. Con này màu màu bạc ha, lưng hơi dơ, mình lau thì nó sẽ sạch nha anh chị. Đây. Đó. Nói chung thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% này. Màn hình tầm khoảng 6 inch nha anh chị, 6 inch. Galaxy J6 cộng, bản RAM 3, bộ nhớ 32GB này. Con này thì dòng pin của nó là 3300 mAh ạ. Galaxy J6 cộng. Con này phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị ơi. Đó. Giá bán cho anh chị 1 triệu mốt ha. Vân tay ở bên hông nha anh chị, máy tầm khoảng 95% ạ. Xài được 2 SIM nha. Giá chỉ có 1 triệu mốt thôi. Con này em cũng có sạc, ốp lưng và dán cương lực nè. Cam trước cam sau thì tương đối ok nha anh chị. Đó, cam trước cam sau đẹp. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Samsung. Đây là Samsung A02 này. Samsung A02 em có một con bản màu đỏ nha anh chị. Đây thì con này bản màu đỏ cho nên em cũng hơi khó bán hơn hơn với cái màu màu đen ha. Cho nên em sẽ thanh lý cho anh chị với giá là 1 triệu ba này. Samsung A02 nha anh chị. Nói chung thì ngoại hình của nó còn rất là đẹp luôn, không trầy xước. Mặt trước mặt sau còn rất là keng luôn nè. Màn hình lớn nha anh chị. Con này màn hình của nó lên đến 6,5 ha. 6,5 inch nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin là 5000 mAh, khá là trâu ha. Rồi con này em để là giá cho anh chị là 1 triệu 3 thôi nha anh chị. Giá 1 triệu 3, có sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Màu đỏ nha anh chị, còn một con duy nhất màu đỏ thôi, giá chỉ có 1 triệu 3 nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung J7 Prime. Samsung J7 Prime thì em cũng còn một con màu đen nè. Đó. Con này thì hình thức của nó tầm khoảng 90% ạ, 90% nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đây. Samsung J7 Prime. Phiên bản Android là 8.1 nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Mấy cái dòng này xài rất là bền luôn nha anh chị. Nghe gọi Zalo, YouTube, TikTok gì đó cũng khá là nhạy ha. Em đỡ là giá là 1 triệu chẵn nè. Galaxy J7 Prime nha anh chị, giá 1 triệu chẵn. Đó, có sạc, ốp lưng và dán cương lực luôn nha.
Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Oppo A12. Đây, Oppo A12. Em có cả đôi nha anh chị, xanh đen và xanh dương ha. Xanh đen và xanh dương nè. Hai con này thì hình thức cũng tầm khoảng 92-93% ạ. Rồi em sẽ khởi động máy lên cho anh chị luôn ha. Rồi ok ha. Đó, con này thì cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64GB luôn nha anh chị. Đó, màn sáng đẹp này. Pin của nó là 4230 mAh ạ. Đó, pin trâu, màn hình thì 6.2 inch ha. RAM 4, bộ nhớ 64GB, xài 2 SIM ạ. Vân tay đầy đủ hết nha anh chị. Màu xanh đen và xanh dương ha. Giá mỗi con là 1 triệu tư nha anh chị. Kèm đầy đủ phụ kiện nè. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng máy Realme C3i này. Realme C3i thì em còn một con màu đỏ này nha anh chị. Con này bản RAM RAM 2 bộ nhớ là 32GB. Mấy cái máy này anh chị mua về cho bé xài, cho mấy bác lớn tuổi á, cần cái màn hình lớn và pin trâu khỏe á, thì xem máy máy này ha. Đó. Pin của nó tới 5000 mAh nha anh chị. Và con này thì màn hình lớn 6.5 inch. Em sẽ đổi lại giá cho anh chị 1 triệu 3 thôi ha. Realme C3i nha anh chị, ngoại hình còn khá là đẹp luôn. Giá chỉ có 1 triệu 3 thôi, bao gồm sạc, ốp lưng và dán cường lực ha. Con này thì hiện tại nó hết pin nha anh chị, hết pin cho nên em không thể nào mà giới thiệu kỹ hơn ha. Nếu mà anh chị quan tâm con này thì cứ vào Zalo, em sẽ tích cái đoạn video gửi cho anh chị trực tiếp xem luôn ha. Realme C3i màu đỏ giá 1 triệu 3 thôi ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Wismart. Đây là Wismart Active 1 nha anh chị, màu đen này. Con này thì màn hình của nó tầm khoảng 5.5, 5.7 gì đó thôi nha anh chị. Đó, màn 5.5, 5.7 thôi, LCD nè. Tên thiết bị là Wismart Active 1 nha anh chị ơi. Con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Đây ha, mình sẽ vào cái phần cấu hình đi. Cấu hình cho xem dễ nè. Đây nha anh chị, RAM 4, bộ nhớ 64GB và con này thì mình xài được 2 SIM nha anh chị, cấu vân tay đầy đủ luôn. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị, 665 ha. Đó. Con này đổi lại giá cho anh chị là 1 triệu chẵn nè, Wismart Active 1 nha anh chị. Và con này đổi lại giá 900 ngàn cho anh chị đi ha. Wismart Active 1 giá 900. Có tặng cho anh chị một cái bộ sạc ha. Con này thì em không có ốp lưng, không có dán cường lực nha anh chị. Chỉ tặng sạc cho anh chị thôi ha, giá chỉ có 900 ngàn thôi. RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung A03s này. Samsung A03s thì em có bản màu đen nha anh chị, bản màu đen ha. Con này ngoại hình trên 95% nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ là 64GB này. Màn hình 6.5 inch nha anh chị. Đó. Galaxy A03s phiên bản Android là 13 chấm này ha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64GB và con này pin của nó là 5000 mAh. Em để lại giá cho anh chị là 1 triệu 8 nè. Samsung A03s giá 1 triệu 8, vân tay ở bên hông nha anh chị. Đó, full chức năng đầy đủ phụ kiện giá 1 triệu 8. Rồi, tiếp nữa là một con dòng máy Redmi đi ha. Đây là Redmi Note 8 nha anh chị. Redmi Note 8 bản màu đen nè. Con này cũng còn tầm khoảng 95% nha anh chị, màu đen rất là đẹp luôn. Màn hình LCD 6.3 inch ạ. Tên thiết bị là Redmi Note 8, con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB ạ. Và nó sở hữu chip Snapdragon là 665 nha anh chị, pin của nó là 4000 mAh ha. Đó, 4000 mAh, vân tay còn ok hết. Con này nó có hỗ trợ sạc nhanh, tôi sạc Type-C nha anh chị, giá bán 1 triệu 9 nè. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị, giá 1 triệu 9. Có sạc ốp lưng và dán cường lực nè. Màu đen nha anh chị, Redmi Note 8 giá 1 triệu 9. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Oppo. Đây là Oppo A5. Oppo A5 đời 2020 nha anh chị, màu trắng xanh nè. Màu trắng xanh nha anh chị, rất là đẹp luôn nè ha. Đó. Không trầy xước gì hết nha anh chị. Con này màn hình của nó tầm khoảng 6.5 inch ạ. RAM 4, bộ nhớ là
128 GB đi ha. Đây. RAM 4 bộ nhớ 128 GB và con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin của nó là 5000 mAh ha. Em đỡ lại giá cho anh chị là 1.9 triệu thôi nha anh chị. Con này đỡ lại giá 1.9 triệu thôi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ha. Bản RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Full phụ kiện nha anh chị. Giá chỉ có 1.9 triệu này. Màu trắng xanh nha anh chị ơi. Oppo A5 2020. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng máy Samsung A21s. Đây là bản Samsung A21s bản màu xanh dương nha anh chị, xanh dương, màn hình lớn 6.58 inch nè. Đó, màn hình đốt ruồi nha anh chị, màn hình đốt ruồi. À, cấu hình thì RAM 3 bộ nhớ là 32 GB ha và con này pin của nó là 5000 mAh ạ. À. Đó. Phiên bản Android 11 chấm nha anh chị, giá bán 1.8 triệu nè. Có hỗ trợ sạc nhanh ha. Samsung A21s giá bán là 1.8 triệu nha anh chị, 1.8 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực luôn nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung A12. Rồi đây ha, Samsung A12 em có hai màu nha anh chị, hai màu nhưng mà cái cấu hình của nó khác nhau cho nên em sẽ lần lượt giới thiệu từng con ha. Màu đen trước nha anh chị, con này ngoại hình trên 95% này, đó, không trầy xước gì hết ha. Máy còn len can xà beng luôn nha anh chị. Màn hình LCD 6.5 inch này. Galaxy A12. À, con này phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. Bản RAM 4 bộ nhớ là 128 GB, pin của nó là 5000 mAh. Vân tay ở bên hông nha anh chị, giá bán là 2.2 triệu nè. Rồi RAM 4 bộ nhớ 128 GB thì bên em bán giá là 2.2 triệu nha anh chị, full phụ kiện ha. Rồi đối với cái con mà màu xanh xanh lá cũng là Samsung A12 luôn nha anh chị. Con này cũng tầm khoảng 96-97% luôn ha, không trầy xước gì hết nè. Nhưng mà con này thì bản RAM 6 nha anh chị. RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Đó. Đây nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 128 GB ha. Máy đẹp keng luôn. Con RAM 6 thì em đỡ là giá 2.3 triệu nha anh chị. RAM 6 thì 2.3 triệu, mà con RAM 4 thì 2.2 triệu ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Realme 6i nè. Đây là Realme 6i bản màu màu trắng nha anh chị. Trắng này là trắng trắng nó hơi đục đục á. Bản màu trắng ha. Ngoại hình của nó tầm khoảng 95% nha anh chị. Màn hình LCD 6.5 inch. Realme 6. RAM 4 bộ nhớ 128 GB và con này phiên bản Android 11 chấm nha anh chị. Nó chạy chip là chip G90T ha, G90T cho nên là mua về xài chơi game khá là mượt nha anh chị ơi. Giá bán 2.2 triệu nè, Realme 6 màu trắng ha. Vân tay ở bên hông nha anh chị, giá chỉ có 2.2 triệu thôi ạ. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Realme 6 nha anh chị, giá 2.2 triệu. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy đây ha. Đây là một con dòng máy Samsung A31 này nha anh chị. Samsung A31. Con này nó có bản màu đen nha anh chị. Cái này là xanh đen á, xanh đen ha. Ngoại hình con này cũng còn tầm khoảng 94-95% ạ. Màn hình Super AMOLED nha anh chị ơi, 6.4 inch. Galaxy A31. Phiên bản Android 10 chấm nha anh chị. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 128 GB này. Đó, RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Con này pin của nó cực kỳ trâu nha anh chị, 5000 mAh ha. Vân tay hiển thị dưới màn hình luôn. Con này có hỗ trợ sạc nhanh nè, em để lại giá 2.6 triệu nha anh chị. Samsung A31 ha, máy full zin giá 2.6 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Redmi 8. Đây, dòng Redmi 8 này em về tầm khoảng 6-7 con màu đen luôn nha anh chị, màu đen luôn ha. Máy len can luôn nè, không trầy xước gì hết nè. Màn hình LCD 6.2 inch ạ. Redmi 8, con này bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Pin là 5000 mAh ha. Có hỗ trợ sạc nhanh luôn, vân tay ở bên sau lưng nha anh chị. Vân tay ok hết ha, giá bán 1.6 triệu nè. Redmi 8 nha anh chị, giá 1.6 triệu. Bản màu đen ha. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy
Oppo Reno 6Z 5G đi nè. Oppo Reno 6Z 5G. À, con này nó có màu bạc ánh kim nha anh chị, màu bạc ánh kim ha, xanh xanh. Rất là đẹp luôn nè, đó. Con này mặt trước của nó còn dán cái miếng chống chày nha anh chị, mình gỡ ra ha, rất là đẹp luôn. Màn hình Super AMOLED nha anh chị ơi. Con này tầm khoảng 6.4 inch ạ. À. Đây. Oppo Reno 6Z bản 5G nha anh chị, là có hỗ trợ mạng 5G luôn ha. RAM 8, bộ nhớ 128GB luôn nè. Con này nó chạy chip là DMSI 800U lỗi 8 nha anh chị. Đó, pin là 4310mAh ha. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Giá bán 3.9 triệu nè. Oppo Reno 6Z 5G nha anh chị. Đó, giá bán là 3.9 triệu. À, có đầy đủ phụ kiện ha. Đó. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Oppo A15. Oppo A15 em có bảng màu đen này nha anh chị. Bảng màu đen này, con này thì RAM 3 bộ nhớ 32GB nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 4230mAh ha. Đó. Giá bán cho anh chị là 1.6 triệu nha anh chị. Màn sáng đẹp, không ám ố phản quang gì hết ha. Oppo A15. Màu đen, giá bán là 1.6 triệu, full chức năng ha. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Realme C15 ạ. Đây là bản Realme C15 màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này thì ngoại hình cái mặt lưng của nó có hơi trầy nha anh chị, hơi trầy nhẹ xước con mèo thôi ha, không đáng kể nha anh chị. Mặt kính trước còn đẹp nè. Con này thì RAM 4 bộ nhớ là 64GB ạ. Đây. RAM 4 bộ nhớ 64GB và con này pin của nó cực kỳ trâu nha anh chị ơi. 6000mAh ha, pin rất là trâu luôn. Màn hình lớn 6.5 inch, vân tay còn đầy đủ. Con này em đỡ là giá cho anh chị là 1.6 triệu nha anh chị. Realme C15 ha. Pin 6000, giá chỉ có 1.6 triệu thôi nha anh chị. Thanh lý rất là bèo nhèo luôn ha. Giá chỉ có 1.6 triệu thôi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này, full chức năng ạ. À. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Oppo Reno 8. À, đây là Oppo Reno 8, màu bạc ánh kim nha anh chị, màu bạc ánh kim nữa nè. Con này thì máy zin keng luôn ha, tầm khoảng 96-97% này nha anh chị, rất là đẹp luôn. Màn hình Super AMOLED nè, 6.5 inch. À, Oppo Reno 8, con này bản RAM 8, bộ nhớ là 256GB nha anh chị, đó 256GB luôn ha. Và pin của nó là 4500mAh, nó chạy chip Snapdragon là 680 nha anh chị, 680. Giá bán cho anh chị là 4.5 triệu ạ. Mấy cái dòng máy này cam cực kỳ nét luôn nha anh chị. RAM 8 bộ nhớ 256GB ha. Oppo Reno 8. Giá bán là 4.5 triệu nè. Có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi thì hôm nay em sẽ quay một số cái máy như thế thôi nha anh chị. Thì anh chị xem được con nào ok thì cứ gọi điện trực tiếp cho Ngọc Sương này ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796. Hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị. Đó, cái số điện thoại em có ghi trên màn hình ha. Anh chị nhìn vào đó rồi chốt đơn nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Bye bye.